tất cả các bạn thì trước mặt các bạn đây đang là một cái hộp, thì chắc hẳn các bạn không quá khó để nhận ra đây là một chiếc hộp khẩu trang và đến từ thương hiệu 3M và R95 và nó có mã là 8247. Trong bề ngoài của chiếc hộp thì có vẻ cũng tương tự như chiếc khẩu trang lần trước mà anh review cho các bạn, nhưng mà nhìn kỹ vào chiếc khẩu trang thì nó có phần khác hơn một tí. Thì để xem khác như thế nào thì anh sẽ mở hộp cho các bạn cùng xem và tìm hiểu công dụng của nó như thế nào nha. Và sau khi mở hộp thì các bạn thấy là ở bên trong nó có bao gồm một cái túi khá là dài. Và trong cái túi này thì nó sẽ chứa khoảng là 20 chiếc khẩu trang tương tự như cái anh đang cầm trên tay của anh nha. Và các bạn thấy là ngoài cái bịch khẩu trang thì nó còn có trang bị chúng ta một cái quyển catalog bằng tiếng Anh. Đó, và trong đây thì nó sẽ hướng dẫn chúng ta cách đeo khẩu trang đúng cách. Và hình như khẩu trang này xuất xứ từ Mỹ, anh thấy chữ USA ở đây. Rồi. Ngoài ra thì nó sẽ hướng dẫn chúng ta cách bảo quản này nọ nữa. Rồi nó sẽ có những công dụng như thế nào nữa. Rồi, và bây giờ anh sẽ đi vào nhân vật chính của mình ha. Thì các bạn thấy là hình dáng của nó thì nó có một cái form tương tự như chiếc khẩu trang lần trước mà anh review cho các bạn. Nó có một cái van một chiều ở đây, nhưng mà cái khẩu trang này nó không có. Và chất liệu của cái này thì nó cũng tương tự như cái lần trước ha. Cũng làm được từ giấy sợi hoạt tính và một cái lớp lọc carbon, cũng như là dây đeo các loại đều làm bằng dạng như là cao su. Ngoài ra thì cái phần viền mũi nó cũng trang bị một cái thép như thế này, sẽ giúp cho chúng ta khít vào phần gương mặt của mình hơn và giúp khẩu trang ôm vào sát mặt của mình hơn. Bên trong thì cũng trang bị đệm mũi như thế này, cái khung vòm nó cũng tương tự cái kia. Nói về khẩu trang 3M thì chắc hẳn là các bạn cũng sẽ biết được những cái công dụng của nó rất là thiết thực trong cuộc sống của mình. Chẳng hạn như là nó có khả năng chống bụi rất là tốt nè, thứ hai là nó có khả năng kháng khuẩn, cũng như là chống lại những cái hơi acid cũng như là hơi ga hoặc là bụi dạng hạt mà hạt nhỏ nữa. Và cái trọng lượng của khẩu trang này cũng khá là nhẹ, khoảng tầm 12g mà thôi. Và tiêu chuẩn của chiếc này là khoảng R95 trên N95. Ở bên trong nó được cấu tạo một màng lọc tĩnh điện, cũng như là có cái dây đeo bằng thun thì lúc nãy anh cũng đã có diễn tả cho các bạn rồi. Và cái môi trường giúp chúng ta sử dụng được cái khẩu trang này thì bình thường chúng ta có thể sử dụng được rất là đại trà ở ngoài cũng được, hoặc là chúng ta sử dụng trong cái môi trường y tế nè, phòng sạch, hoặc là chúng ta sử dụng trong cái phòng công nghiệp sản xuất khai thác than, hoặc là chúng ta dùng nó để chống bụi hàng ngày, chống những cái hơi vô cơ, và cũng như là rất là nhiều cái phần ứng dụng trong cái khẩu trang này. Và hiệu quả lọc bụi của nó lên đến 95%. Với cái khẩu trang này thì chúng ta có thể sử dụng tầm khoảng 1 tuần thì chúng ta có thể quăng nó đi rồi, bởi vì cái này nó sẽ mềm đi ha. Và sau đây thì anh sẽ hướng dẫn các bạn cách đeo khẩu trang này ha. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đeo chiếc khẩu trang này ha. Thì nó cũng tương tự như chiếc khẩu trang 3M lần trước. Thì cái cách đeo nó là chúng ta phải chồng qua đầu, thì các bạn hãy để cái khẩu trang một cách thả lỏng như thế này. Sau đó chúng ta lồng tay qua hai cái sợi dây như thế này và chúng ta để lên mặt mình. Đó, sau đó chúng ta đeo cái sợi dây ở phía trên trước nha các bạn. Đó, chúng ta đeo sợi dây phía trên sao cho nó dính vào đỉnh đầu của mình và nó trên hai cái phần lỗ tai của mình nè. Đó. Còn cái sợi dây phía dưới chúng ta chồng qua luôn. Chúng ta chồng qua cổ như thế này. Đó là chúng ta đã đeo xong. Và bước cuối cùng đó là chúng ta phải miết cái phần mép mũi này vào để cho nó sát vào mặt của mình ha. Thì cảm giác của anh đeo là cái khẩu trang nó ôm sát vào mặt của mình rồi. Và cách để anh thử cái khẩu trang có sát vào mặt mình chưa thì lần trước anh cũng hướng dẫn các bạn rồi, là chúng ta hít thở mà chúng ta cảm thấy trong miệng chúng ta, trong cái khẩu trang nó có hơi nóng là chúng ta đã kín rồi, mà nó hơi mát mát là nó chưa kín đó. Và đó là cách đeo khẩu trang. Cảm giác của anh thì anh nói chuyện nãy giờ cũng khá là nhiều rồi đó, cũng được, không có là quá ngập thở, dễ hô hấp, nhưng mà cảm giác nó rất là kín, kín hơn so với chúng ta đeo những chiếc khẩu trang mà y tế thông thường bằng giấy á, kín hơn rất là nhiều luôn. Ok. Và bây giờ thì các bạn cũng đã xem qua cái phần hướng dẫn cách đeo khẩu trang, cũng như là anh cũng review khá là chi tiết về cái loại khẩu trang này rồi. Và loại khẩu trang này đều có bán tại hai showroom của Chiếm Tài với hai địa chỉ bên dưới. Còn nếu các bạn mua online thì các bạn có thể nhấn vào đường link ở phần mô tả video để chúng ta có thể mua hàng nhanh nhất. Và giá của chiếc khẩu trang này cũng rẻ hơn cái loại lần trước ha. Thì tầm khoảng 70.000, thì giá có thể lên hoặc xuống tùy theo cái thị trường. Thì các bạn có thể đến với showroom để chúng ta mua nó. Cảm ơn các bạn đã xem hết video lần này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nha. Bye bye. Nhớ cho chúng ta một like và subscribe nha.